Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của NTN. Hôm nay tôi sẽ thực hiện một thử thách cùng với lại tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Thử thách có tên là trốn tìm, tìm trốn, tức nghĩa là mọi người đi trốn, tôi đi tìm. Và thứ hai là tôi trốn và tất cả mọi người ở đây đi tìm tôi. Đây là 50 triệu đồng tiền thưởng dành cho ai sẽ chiến thắng trò chơi này. Đây là bạn Phương Hữu Dưỡng tham gia vui là chính, nếu thắng không lấy tiền. Ủa, lấy mà anh, em ở nhà còn vợ nhỏ con thơ em lấy chứ. Không, phải lấy, okay, ở nhà rồi. Vợ đang chờ tiền thưởng và nhất định em sẽ chiến thắng. Yeah. Phương Dưỡng vô địch. Xin chào nha, mình là Peter này ạ. Xin chào các bạn nha. Hơi nhăn. Chào mọi người nhá, mình là Sáng Nhật Xu. Chào các bạn nha, mình tên là Ngọt. Xin chào mọi người nhá, mình là fan của anh Nguyễn Thành Nam. Xin chào tất cả các bạn nhá, mình là fan của anh Lam, mình đến từ Hưng Yên. Em là fan của anh Nguyễn Thành Nam, hôm nay được tham gia video cùng mọi người, em rất vui. Xin chào mọi người nhá, mình là Thông. Và không nói nhiều nữa thì bây giờ mọi người sẽ có 10 phút để đi trốn và sau 10 phút tôi sẽ đi tìm mọi người. Mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng! Bắt đầu! Quên gì anh? Tôi quên mất, chưa đeo tai nghe. Bây giờ là tôi phải đeo tai nghe bịt mắt lại để anh em trốn yên tâm. Chứ không là mắt mở với lại tai nghe thấy là biết hết các anh em trốn ở đâu. Đó, như thế này hợp lý rồi này. Không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì. Bắt đầu này! Đó. Anh em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng! Bắt đầu! Tôi bắt đầu đi trốn đấy. Trong đây ăn rồi. Đây. Đưa kiệu đi. Còn mấy phút nữa thôi. Đấy, set up chỗ lớp cho mày. Cố gắng cái kiệu này ăn chặt đi gần. Ăn chặt đi gần. Chia nhá, ăn để chia. Trốn đi, trốn đi. Có cái bể này. Để nó biết đấy. Ui, còn mấy phút nữa sao? Lạnh lắm. Ôi, đóng nhá, đóng lắm nhá. Ăn chặt. Trốn trong bể nước này chắc chắn là tôi sẽ chiến thắng luôn. Chốc mình đẩy ra là hiểu không? Ok. Ăn chưa? Ôi, này, tôi thấy đây chỗ khác. Ok. Biết trên đây chỗ nào trốn rồi các bạn ạ. Tôi đang nghe nhạc, đang phiêu theo điệu nhạc. Và chưa biết là thời gian trôi qua bao nhiêu phút rồi. Không biết anh em đang trốn ở những nơi đâu. 9 phút đã trôi qua rồi và chỉ còn 60 giây nữa thôi thì tôi sẽ đi tìm tất cả mọi người đang đi trốn ở trong cái căn nhà của tôi và tất cả mọi ngóc ngách thì tôi đều biết. Nên là bây giờ chỉ có trộn thổ thôi hoặc là bay lên trời, may ra tôi không tìm thấy. Và chúng ta sẽ chuẩn bị đi tìm nhá. Rồi, sau 10 phút bịt mắt thì bây giờ mở ra rất là chói, không nhìn thấy gì cả. Ở đây là tôi đã chuẩn bị sẵn một cái bộ đàm để có thể nói chuyện được với mọi người nhưng mà không biết là mọi người có dám bật bộ đàm để nói chuyện hay không. Alo, có nghe thấy anh nói gì không? Đang trốn ở đâu vậy? Không dám nói gì, tức nghĩa là cái nhà tôi nó khá bé nên nhiều khi là các bác là trốn là không dám nói gì. Ok, kết thúc 10 phút thì bây giờ tôi sẽ đi tìm kiếm mọi người. Ai là người cuối cùng thì sẽ giành chiến thắng và được phần thưởng trị giá 25 triệu đồng. Bắt đầu nha. Đi soi xem nào. Tôi nghĩ khả năng là khoảng tầm 90% là tất cả mọi người đều trốn trong nhà chứ không ai dại đi mà giúp ngoài vườn này cả. 10 phút không đủ để anh em đào đất hoặc là bay lên trời. Cứ tìm một cái khu vực này đã xem là có ai không. Không có ai leo lên cây nhỉ. Ở dưới đây là có một cái chuồng chó. Đây, trong này chuồng chó, không biết là có anh nào giúp ở đây không này. Xem nào, dưới chuồng chó có ai không.
Không có ai các bạn ơi. Chị thấy rằng là áo vàng vàng. Rớt à. Ra đi em ơi. Trời em bị bắt đầu tiên à. Em là vua trốn tìm mà em để bắt đầu tiên, em buồn quá. Thật sự mọi người, tôi tưởng là tôi nhất chắc rồi. Vô địch chắc rồi. Nhất là sao được. Đây cho trốn lại nhá. Thôi trốn lại. Thôi. Ok xong rồi không? Bắt rồi thôi. Trong ấy lạnh. Cứ lấy bảy sợ cái nước lăn tăn anh nhìn đấy. Anh chia buồn ok. Ok vậy. Mất phần thưởng 25 củ, bây giờ đi tìm tiếp. Bây giờ tôi sẽ đi xét người tiếp theo. Chia buồn với lại team của ông Hữu Dưỡng. Tìm thấy Dưỡng đầu tiên rồi. Khổ thân quá. Phải đúng là kia dép rồi. Để cho sau cố nhất vậy. Bây giờ đi tìm kiếm. Cái chỗ mà nhỏ nhỏ như này tôi nghĩ là không ai giúp vào. Trong mấy cái chỗ này không có ai. À không có, đấy cái vị trí như này không ai dám dại mà chu vào đây này. Không có ai cả. Không thể chu trong đây được. Tôi thấy nó rất là bé nha. Không vào được. Này sao lại khóa nhỉ? Này bị khóa này. Tủ này có chìa khóa, có chìa khóa. Mở ra không có ai không? Ngoài hết ra. Không có ai các bạn ơi. Tốt nhất là cứ lôi hết ra cho nhanh. Trong hầm giường này không có ai các bạn ơi. Đúng rồi, đây là cái vị trí mà rất là nguy hiểm, không ai có thể trốn trong đây được. Sao lên bên trên không có ai? Ok, không có ai nhá. Còn cái bể này nữa này. Xét cái bể đi. Cái bể này thì hơi nông nên là không ai dám vào là đều đương nhiên. Cái này bị khóa rồi. Ui. Em có vấn đề ha. Có ai trong đây không? Không biết có ai đang trốn không nhỉ? Không có ai ở trong đây rồi. Đi lên bên trên tìm đi mà. Rồi, lên bên trên tìm. Ôi. Ôi, toàn loạn các bạn ạ. May quá nó đang là không vào đây tìm mình. May quá. Ôi, may quá. Bây giờ tôi sang cái bếp thứ hai nhá. Ok, sang cái bếp thứ hai nào. Đây thì có mấy cái thùng này, không biết có ai leo ở đây không? Hơi nguy hiểm đấy. Tôi bị phát hiện rồi mọi người ạ. Tôi bị phát hiện rồi. Hỏng rồi. Đây này. Rồi Hùng ơi ra đi Hùng ơi. Rồi chú quá đen. Ý giời ơi, tối một đây mà vẫn tìm thấy. Trốn đi thế này. Sau đi em, MC Tuấn Hùng đã bị bắt. Người thứ hai. Mày quá các bạn ơi. Lam nó dám ụp ụp trên đây mà nó không phát hiện tôi ở dưới đây. Quả này chắc tôi win chắc rồi các bạn ạ. Tôi vừa nhìn thấy một thanh niên nào ở trên nóc nhà này. Thấy đang thò đầu kìa. Rồi thấy một thanh niên chạy rồi. Nhìn thấy rồi em nhá em ơi. Bắt được rồi, Minh, đây rồi, thanh niên này tên Minh. Sorry. Thôi xuống dưới kia đứng với lại các bạn. Bị bắt sớm quá anh ạ. Bị bắt sớm quá, người thứ ba đã bị bắt. Rồi bây giờ là tôi sẽ đi tìm tiếp ở trên tầng 3. Đây, trong đây có một cái lỗ. Bây giờ tôi sẽ vào trong đấy luôn, xem là bên trong có ai không. Ok. Cái gian đầu tiên là không có ai. Tôi tìm cũng thấy rất là mệt. Có ai không? Không có ai. Ôi, trong đây không có ai luôn, sợ thật, không trốn ở trong đây rồi. Không có ai. Tôi tìm khoảng 30 phút rồi, mới tìm được 3 người thôi. Và dưới đây là 3 thanh niên đã bị bắt. Chỗ kia tôi cũng nghỉ kìa. Rồi. Có ai không?
Có ai không? Hello, hello, hello. Không có ai cả. Lóc nhà là không có ai rồi. Chúng ta sẽ đi tìm kiếm tiếp. Không có ai cả. Trong này không có ai. Không có ai, không có ai. Vậy là trên này là không có ai. Tôi thấy một thanh niên áo vàng vàng đứng kia. Kia rồi, thấy rồi, thấy rồi. Kê, đây là người thứ tư bị bắt rồi. Mà anh Lam vẫn nhìn thấy. Nhưng mà sao đứng đấy không lén lén ở kia chạy đây làm gì? Đấy, em lén lén rồi thế mà anh vẫn sao anh được quyền. Anh nhìn thấy áo vàng vàng đã nghi rồi thôi. Nghi rồi thì chụp. Team 5 người bắt 2 người rồi còn 3 người thôi. Còn 3 người anh ơi. Chí lắm. Đây. Có 2 cái lỗ này. Có ai trên này không? Có ai không? Không có ai nha các bạn. Ok. Ở bên này có một cái lỗ nữa. Hello, có ai không? Có ai chốt ở trên này không? Tôi nghĩ là đi xuống rồi, trong này tối quá. Không nhìn thấy gì. Trong này tối quá, không nhìn gì, thôi đi xuống đi. À, mùa này là mùa cũng hơi nóng bức. Mà rút vào trong đây mà đắp chăn như thế này thì tôi không biết như thế nào, nhưng mà không biết là có ai không. Bây giờ thử tìm nhá. Tôi không nhìn thấy ai cả, ở đây không có người, đây không có người, bên này không có người này. Bên này không có người nhá. Đây làm gì có người đâu. Cục chăn mà. Thấy không? Mình quay gần đây thấy người không? Các bạn thấy không? Đây không phải người nhá. Ok. Đây không phải người, đây không phải người. Ok. Chúng ta thử cái điều bất ngờ sang bên này đi. Sang bên này trước đi. Ok. Team ở Hưng Yên. Rồi, sorry em, ok. Rút vào đây là chết rồi, thôi bình tĩnh. Người thứ 5 bị bắt rồi, bạn này là bạn thứ 6 này. Hai thanh niên giúp cùng nhau này. Hết chưa? Hết rồi đúng không? Chết láo rồi. Chết láo quá. Đây là hai bạn ở Hưng Yên. Ok, các bạn rất là đen. Nóng không em? Đen quá, mình ấm. Ấm tật. Trốn đâu cũng trốn này, hai thằng rút ở đây nằm này. Vẫn bảo chua thì mà vẫn im đang mừng. Ok, xuống trước đi em. Đang vui mừng. Anh giả vờ mà. Giả vờ tí, hai thanh niên tưởng thật. Sau một tiếng đồng hồ tìm kiếm thì bây giờ đã tìm được 6 người. 6 chú bộ đội. Dương rồi hai bạn ở Hưng Yên. Minh rồi là Hùng rồi là team của PHD sáng. Anh okay. Giúp tồn tài nhẹ. Bắt đầu tiên anh không ngờ là áo mình không để ý chứ. Lúc đó anh đã bảo hỏi. Hơi sai sách nhỉ. Sai sách. Okay. Đây là sai sách là áo này, đây còn đây là sai sách là thở này. Chui xuống cái bể nước kia là màu đen, đầu tiên có cái gì màu vàng ché ra. Mình nhìn áo vàng cứ nằm xong cái dòng sặc nước chứ sặc cái. Không, đấy em cười. Hy vọng là anh em sẽ chiến thắng ở cái trò chơi thứ hai. Đấy, 1/6 nha, còn 4 người nữa. Bây giờ tôi sẽ đi tìm kiếm, anh em cứ ở đấy ủ mưu nhau. Ok anh. Ok, bây giờ tôi sẽ đi tìm 4 người nữa và 2 người ở trong team của PHD và 2 bạn fan ở Hưng Yên. Trốn kỹ phết không ạ? Trong nhà bếp là tôi chưa vào. Và cái tủ này tôi chưa xét này. Đây này. Không biết là như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ xét ở trong cái này trước đi. Có ai không? Có ai không? Không có ai. Không có ai trong đây cả. Thank you.
không có ai. Tôi sẽ lủi đằng sau, tôi sẽ lủi đằng sau và tôi sẽ không đi trốn nữa, tôi sẽ lủi đằng sau để Nam họ sẽ không bắt được tôi. Chết rồi. Nam mà xuống tầng 1 rồi. Tôi sẽ trốn ra đây. Trốn ra đây. Trốn ra đằng sau nhà. Kỹ đấy. Nam mình nhớ đang ra đằng. Anh lủi đâu, em còn lủi kinh đấy. Đang lủi đi phòng này. Rồi, lủi kinh thật, cứ lủi theo lưng em à? Đúng rồi. Ok rồi, sao đi anh. Thế là một người nữa bị bắt, thế là tổng cộng là 7 người thôi. Thế ra đây đứng nắp, nó đang nhìn cái gì không biết. Đi ra, không trốn núp đi. Không trốn gì, mình phải đi theo họ. Bây giờ mà ông nào mà chơi cái trò mà đào đất mà trốn đường dưới đất này tôi chịu luôn này. Không có ai cả. Lúc nãy tìm một lần rồi, bây giờ còn tìm một lần hai. À đây rồi. Ghê phình tiền lẻ. Ôi ôi. Giúp trong đây. Tôi sống rồi các bạn ạ. Ôi. Ok, sorry ông. Ê Vinh tiền lẻ đã bị bắt được. Thôi ra đi ông. Đúng ơi. Đáng thế. Lúc nãy vào đây đã định không bắt rồi. Ê. Bởi vì là nghe thì tiếng cục cục ở bên trên, ai ngờ đâu ấy. Ừ. Vất vả tìm lần nữa thì lại dính. Vừa tưởng thoát một lần rồi, sướng thật. Cuối cùng nó mới bị bắt. Chết thật đấy. Quá tiếc luôn. Đừng có được ăn chặt được rồi thế nào đấy. Không ăn được. Không ăn được, sống sống như thế, chán rồi. Chúng ta chỉ còn hai người thôi là bạn Hinh và anh Côn. Đấy, bây giờ cứ thông báo trước là mọi người cứ trốn thật kỹ vào. Chỉ bắt được một người thôi là win. Trong bể này không có ai. Ở trên này xem có ai không. Cái nhà xếp tiếp. À, bắt được Hinh rồi. Ok. Rồi, sorry em. Tí nữa thì win. Không, anh không nhìn thấy, anh và anh mở bất ngờ. Mở bất ngờ. Ờ, anh và anh thấy sai sai, anh mở ra, lúc nãy có giải anh mở rồi. Thế là bây giờ là thôi, chắc là không phải đi tìm anh Côn đâu. Ok, bây giờ là anh Côn là người chiến thắng rồi. Côn ơi, đây, 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 đây. Đây, Hồ ơi. Đấy, gì mà anh Trường. Đây là anh Côn, đỡ đỡ cho anh cái rồi, nằm đây suốt này. Đây là anh Côn của team PHD đã giành chiến thắng. Thế anh là người chiến thắng hả? Chúc mừng anh. May quá, may mắn quá. Chúc mừng. Vui và rất là chúc mừng anh đã giành được phần thưởng trị giá 25 triệu đồng. Mình may mắn rồi, thế cục cục trên đấy tưởng tóm sống rồi. Mình gọi là hồi hộp quá, cho nên mình buồn cười. Các bạn là mình biết là kiểu gì có hai chú bộ đội ở chú ở dưới bếp. Thế là vào gõ hả với chú bộ đội, mình buồn cười còn thở dốc. Xong còn ông này còn xả nước đá tổ tô rồi đấy nữa. Không ngờ mình bị bắt đầu tiên thật đi. Tại áo vàng ấy phải đăng em. Hai anh em mình nghĩ là nhất ấy. Là nhất. Cuối cùng hai thằng bị tóm sống đầu tiên. Hai anh em tưởng là trốn kỹ nhất ấy. Cuối cùng là thành bị bắt đầu tiên. Em hỏi thật nhá. Anh trai được. Anh này là anh Côn, là anh trai của PSD. Nhưng mà em hỏi thật anh được phần thưởng như thế. Tí về anh có chia cho anh em không?
Hay là hay là thôi. Không đâu. Không đâu. Anh ơi, ba đứa con nhỏ đấy, biết không? Ba đứa con nhỏ đấy con. Ok. Dương là vợ thơ con nhỏ, anh này ba đứa con nhỏ rồi. À, anh ba đứa đâu. Mà. Okay. Ba đứa nhiều nhóc lắm. Thế là một mình anh là quất hết. Chị mời giỏi, chị mời ly trà sữa thôi. Thôi, thua keo này, tao bày keo khác. Okay. Thôi, anh em mình lấy lại những gì đã mất. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ chuẩn bị sang cái trò thứ hai là toàn bộ 10 người sẽ đi tìm NTN. Ai là người tìm thấy đầu tiên sẽ được phần thưởng trị giá 25 triệu đồng, ok? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sang trò thứ hai. Rất là chia buồn với lại toàn bộ chị anh em và chúc mừng anh Côn. Thì trò thứ hai tôi rất là mong muốn là sẽ có một ai đó ngoài anh Côn sẽ giành chiến thắng. Anh Côn mà giành chiến thắng lần hai này anh em khá buồn đấy. Quá đây. Buồn luôn đi anh ạ. Bịt mắt vào. Không, nếu mà đấy. Lần thứ hai thì anh sẽ chia. Lần thứ hai chia. Tất cả mọi người sẽ có cho mình là 5 phút để tìm kiếm NTN. Ai là người đầu tiên tìm thấy tôi sẽ được phần thưởng trị giá 25 triệu đồng. Còn sau 5 phút không tìm thấy NTN thì sẽ không được phần thưởng. Tôi sẽ đóng cổng lại. Ok, bây giờ tôi sẽ đi chỗ này. 3, 2, 1, chốt. Nằm ở trên chỗ anh Côn này không hợp lý. Hay là giúp trong đây nhỉ? Không được đâu. Ba phút chủ quan, tốt nhất là một chủ quan luôn. Trong đây không thật được. Ôi chú em đây. Ôi gì bác nhỉ? Mọi người nghĩ sao? Không, kéo này anh em mình ăn chặt. Người người được không? Không nào tìm được chia hết. Chia mỗi người 2 triệu. Mỗi người 2 triệu rưỡi. Đi chưa? Đồ. Đồ. Ăn. Tủ lạnh em ơi, tủ lạnh tìm các ngăn đá cái kiểu đấy. Mình ư. Mình nhìn trời trong có đâu. Nhảy vào đi. Trốn trong góc trong kia. Em vào đấy mà em chẳng thấy. Ta chú không vào chỗ tìm. Ok, sau hơn 5 tiếng đồng hồ trốn tìm và tìm trốn thì bây giờ là anh Côn là người đã giành chiến thắng và có cho mình một phần thưởng trị giá là 50 triệu đồng. Đây. 50 triệu đồng của anh. Và anh còn nhớ cái điều đặc biệt gì anh dành tặng cho mọi người không? Có, anh sẽ cho mọi người mỗi người 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi đúng không ạ? Rồi, rồi, chúc mừng anh. Okay. Chúc mừng anh em nhé, bây giờ là 100.000 anh em chia nhau. Đấy, trong đấy rất là nhiều tiền. Bây giờ là để cho anh Côn, anh đi phân phát đi. Kết thúc clip thì hy vọng tất cả các bạn đang xem clip của tôi sẽ ủng hộ một cái là like, subscribe, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh của tôi. Và hơn nữa là ủng hộ tất cả anh em đang có mặt ở đây. Thì tất cả những cái doanh thu từ những cái video quay trong năm 2021 thì tôi sẽ dành tất cả những cái doanh thu đấy để đem đi tặng tất cả mọi người cũng như là đầu tư cho những cái video sau. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của tôi. Chào các bạn, bye bye.